podcast sau ngày ra trường và mình là An Vi, người sẽ cùng đồng hành với tất cả các bạn trong số phát sóng kỳ này. Các bạn thân mến, series podcast sau ngày ra trường được sản xuất và phát hành bởi Văn Lang TV nhằm kết nối các bạn sinh viên đang thực học và các thế hệ anh chị cựu sinh viên với mục đích là sẽ chia sẻ kiến thức cũng như là chắp cánh cho thành công của tất cả các bạn trong tương lai. Và đến với chúng ta ngày hôm nay đó chính là chị Lê Thị Hồng Ngân, cựu sinh viên khóa 18 ngành công nghệ sinh học và hiện tại chị đang là giám đốc chi nhánh công ty trà Thiên Thành. Và ngay lúc này thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ chị các bạn nhé. Dạ, em xin được chào chị ạ. Thì ngay lúc này thì chắc là nhờ chị Ngân có thể giới thiệu cũng như là gửi lời chào đến với tất cả các bạn sinh viên của chúng ta được không ạ? Xin chào các bạn, mình là Hồng Ngân, mình tốt nghiệp khóa 18 và hiện tại đang làm giám đốc chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạn trà Thiên Thành. Rất vui được có mặt trong talk show ngày hôm nay. Dạ vâng, tụi em cũng rất là vui khi có cơ hội được trò chuyện như là gặp gỡ chị. Thì chắc là cũng lâu lắm rồi chị mới có cơ hội quay trở lại trường như thế này. Thì không biết là cái cảm xúc hiện tại của chị như thế nào ạ? Lúc nào cũng cảm giác như là bồi hồi lắm. Vì mình hiếm có cơ hội quay lại trường. Thì lần nào quay lại trường mình cũng cảm giác như là mình được trẻ lại, mình nhớ lại cái thời sinh viên của mình, cái thời mà được vô tư, được chỉ lo công việc là học hành rồi trường lớp thôi. Thì cái cảm giác mà nó gợi nhớ mình về cái thời gian mà đẹp đẽ đó thì lúc nào cũng làm cho mình xúc động. Và thì được biết là chị là cựu sinh viên ngành công nghệ sinh học á, thì đây hiện là một cái ngành học còn khá là lạ cũng như là mới đối với lại tất cả mọi người. Thì chị có thể chia sẻ tổng quan về ngành học để cho em cũng như là các bạn sinh viên có thể hiểu rõ hơn được không ạ? Thực ra cái ngành này là một cái ngành mà rất là lớn so với thế giới, và ở Việt Nam thì cái ngành này nó khá là phổ, cái phổ ngành của nó rất là rộng, nó trải dài từ rất là nhiều mảng khác nhau. Nhưng mà mình cũng có thể tổng quan được là công nghệ sinh học là cái ngành mà giúp cho mình nghiên cứu được một mảng là nghiên cứu, một mảng là thực dụng, thực hành. Thì cái mảng nghiên cứu thì mình có thể nghiên cứu về thực vật nè, động vật nè, vi sinh vật. Từ đó khi cái nghiên cứu của mình đó thì mình sẽ phát triển được những cái sản phẩm để hỗ trợ cuộc sống, như là vaccine nè, vaccine cho động vật, vaccine cho con người, nghiên cứu cây trồng, giống và những cái tìm hiểu được về thiên nhiên, về bản chất của trái đất và vạn vật. Đó, thì cái phổ ngành này nó rất là rộng. Mà cái mà mình có thể dễ hiểu nhất là về mảng công nghệ sinh học ứng dụng, nó thuộc về đời sống nhiều hơn. Ví dụ như mình có thể là nghiên cứu ra một loại đồ ăn đóng hộp nè, nước uống đóng chai nè, rồi những cái sản phẩm sử dụng hàng ngày như cho y tế, như là các thiết bị y tế, những cái cái vaccine để hỗ trợ cho y tế để phòng chống như là các bệnh cho trẻ em, cho con người, cũng gần nhất là cái vaccine chữa COVID. Dạ. Dạ, thì cái ngành này cũng là cái ngành mà mới như vậy á. Vậy thì chị nghĩ đâu là triển vọng cho tất cả các bạn sinh viên khi mà các bạn tốt nghiệp cũng như là có một cái cơ hội nghề nghiệp trong tương lai hả chị? Thực ra cũng cái ngành này nó không mới. Ở thế giới là nó đã ở các nước phát triển là nó là một cái ngành tiên quyết, một cái ngành mà phải song song tồn tại. Thì ở Việt Nam tuy là cái bề dày để phát triển cái ngành này nó mới, thì nhưng mà mình có, khi mà mình bắt đầu vào mình nghiên cứu, mình tìm hiểu á, thì nó không hề mới, và cái định hướng phát triển tương lai cho cái ngành này là rất lớn. Nếu như ai đó hỏi mình đó là mục đích của mình tồn tại để làm gì, thì thường thường mọi người sẽ muốn là để lại cái gì giá trị cho nhân loại, đúng không? Thì cái ngành này khi mà mình bước vào thì mình cũng vì nó là cái ngành tiên phong, nó tiên phong, nó tìm hiểu mọi thứ trên cuộc sống và nó tìm giải pháp cho rất là nhiều ngành nghề và hỗ trợ cho cuộc sống con người. Thì khi mà mình vào ngành này á, mình có đam mê, mình tìm hiểu, thì nó sẽ trở thành một cái ngành mà để lại giá trị rất lớn cho nhân loại.
Nên là còn phát triển về nghề nghiệp cơ bản thì nó cũng là một cái ngành mà rất là nhiều tiềm năng, nên là các bạn có thể tự tin chọn ngành này để học và phát triển cho công việc sau này. Dạ công nhận thì em cũng khá là thích cái ý của chị ban nãy nói là cái mục đích của bạn tồn tại thì là gì, thì công nhận là cái nghề nghiệp mỗi cái nó đều sẽ có cái mục đích riêng, giống như em khi mà làm người dẫn chương trình á thì em cũng mong muốn là sẽ có thể góp cái tiếng nói của mình để có thể lan tỏa những cái giá trị tích cực đến với tất cả mọi người. Dạ vậy thì về những cái khó khăn mà các bạn sinh viên theo học cái ngành nghề này á phải xác định được thì theo chị đó là những gì hả chị? Cái khó khăn đầu tiên mà chị thấy là mình thực sự là mình phải đam mê. Phải đầu tiên là mình phải hiểu rõ ngành này là như thế nào, và mình sẽ muốn định hướng theo cái chuyên ngành nào của cái ngành học này. Các em có thể bắt đầu một vào học cái ngành này và các em bắt đầu nghiên cứu về nó, các em sẽ thấy là nó có rất là nhiều mảng riêng biệt, và cái ngành kỹ thuật thì mình phải chuyên sâu. Khi mà mình xác định được cái ngành mà mình đam mê, mình thích thú thôi, thì khi mình đam mê thích thú rồi thì mình phải tự học, mình phải tự nghiên cứu thêm, vì hiện tại là thông tin là kiến thức nó rất là dễ kiếm. Em có thể search Google, em có học thể học thêm những cái tài liệu bên ngoài, tìm hiểu những cái thông tin kiến thức bên ngoài và những sách báo, báo đài, thì mình phải tự học, mình phải tự học, luôn luôn phải cập nhật kiến thức ở Việt Nam và trên thế giới để cho mình hiểu rõ được cái chuyên ngành này của mình nó sẽ tiếp tục học những cái gì, nó sẽ giúp được gì cho sau này, cho bản thân mình, cho nghề nghiệp của mình và cho cái giá trị cho cộng đồng. Thì mình sẽ tiếp tục mình tự học được á, thì cái ngành kỹ thuật nó mới gọi là phát triển, nó không ngừng, không bao giờ dừng lại. Cái ngành kỹ thuật thì không bao giờ dừng lại, và mình phải tiếp tục tìm ra cái phương pháp, tìm ra cái con đường để mà phục vụ cái giá trị chung của cộng đồng. Dạ và đam mê thì phải đi liền với kiến thức nữa, phải Đúng có đủ cái kiến thức chuyên ngành. Thì rồi. em nghĩ rằng cái kỹ năng mà tự học nó không chỉ riêng đối với ngành công nghệ sinh học đâu, mà đối với tất cả các ngành cũng Đúng, như là đúng. đối với tất cả các bạn sinh viên nữa. Tại vì hiện tại là khi mà chúng ta vừa mới rời bỏ cái môi trường cấp 3 thì ở đó thì thầy cô quản mình rất là chặt để có thể mình theo kỷ luật, nhưng mà khi lên đại học thì mình phải tự rèn luyện cái kỹ năng tự học, và nhiều khi thì nhiều bạn cũng sẽ lơ là. Đúng rồi, Dạ đúng thì rồi. các bạn sẽ không chú tâm mà các bạn sẽ nghĩ là ờ thì ngày mai mình có thể học Đúng rồi, ngày mốt mình có thể học, thì như vậy thì nó không tốt một chút nào. Đúng rồi. Thì các bạn sẽ có tâm lý là thôi thì chơi đi một bữa, xong rồi mình trì hoãn một chút xíu cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng mà cái thói quen trì hoãn thì ngày hôm nay không làm thì mình ngày mai mình cũng không làm, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Theo một kiến thức mà chị biết thì để trở thành một chuyên gia thì mình phải tốn 10.000 giờ để làm việc, học tập và trau dồi kiến thức của cái chuyên ngành đó. Thì trong thế giới hiện nay cạnh tranh rất là nhiều, cạnh tranh về công việc làm, mọi người thì đua nhau start up, rồi mọi người cạnh tranh rất là nhiều mảng, nó rất là sát sát với nhau. Thì để mà trở thành một người thành công theo suy nghĩ của chị thì mình phải có một cái chuyên môn nhất định, để mà mình nó là giống như một cái chìa khóa vậy, để giữ cho mình được, mình biết mình làm gì, mình biết mình phải tiếp tục cái gì, việc làm như thế nào. Thì phải có chuyên môn, thì để trở thành người có chuyên môn hoặc là trở thành chuyên gia thì mình phải học tập làm việc cái ngành đó 10.000 giờ. Thì mình có thể tính được nếu như mình tập trung, mình làm không trì hoãn công việc đó một ngày ít nhất 4 tiếng thì mình phải mất khoảng 8 năm để mình trở thành chuyên gia. Nhưng nếu thật sự mình tập trung làm không trì hoãn thì một ngày 8 tiếng trau dồi, học tập, rèn luyện thì mình chỉ cần mất 4 năm mình có thể trở thành chuyên gia cái ngành đó. Thì khi mà trở thành chuyên gia rồi thì chị nghĩ là cái đường thành công của mình nó được một nửa rồi. Thì chỉ còn tiếp tục cố gắng và phát triển thì mình
sẽ được như cái con đường mà mình mong muốn. À, giống cái thuyết Lý Tiểu Long là không sợ người biết 10.000 cú đá, chỉ sợ người là biết tập một cú đá 10.000 lần. Dạ. Đúng rồi. Thì công nhận là không cần bạn phải hoàn hảo biết nhiều thứ, nhưng mà bạn phải giỏi trong cái chuyên môn mà bạn đang theo đuổi. Dạ. Thì cần phải rèn luyện, cần phải học tập, cũng như phải cập nhật các kiến thức trong và ngoài nước để có thể giỏi hơn. Giống như hồi nãy chị cũng có nói là có thể mình chăm chỉ 5 từ tiếng Anh mỗi ngày thôi. Đúng. Thì sau 1 năm thì cái nền tảng kiến thức của mình nó cũng đã vững chãi hơn so với lại ban đầu rồi. Đúng rồi. Dạ. Và phổ ngành rộng như vậy á, thì theo chị là làm thế nào để cho các bạn có thể xác định rõ được là bản thân mình hợp với lại lĩnh vực nào trong cái ngành đó chị? Nó sẽ giống như cái câu vừa rồi chị trả lời. Dạ. Là bản thân mình phải tự tìm con đường cho mình. Dạ. Mình thông tin kiến thức ở trường thì các thầy cô sẽ cho mình những cái nhìn nhận, một cái bức tranh tổng quan về ngành, trong đó có những cái chuyên ngành nào. Thì khi mình bắt đầu mình tham gia cái môn học đó thì mình, cục giáo viên sẽ truyền cho mình cái lửa là tổng quan nhất là cái ngành này nó có cái gì, nó sẽ tìm ra cái gì, nó sẽ đưa ra giải pháp gì đó. Và khi mà giáo viên truyền lửa thì cái người học sinh như mình á, thì mình sẽ nhận được lửa. Thì khi mình nhận được lửa rồi, mình cảm thấy cái ngành này nó hay quá, thì mình có thể tìm hiểu thêm, tự tìm hiểu thêm là khi mà mình tham gia vào cái ngành này, chuyên ngành này, thì mình sẽ trở thành con người như thế nào. Mình sẽ trở thành chuyên gia, hay mình sẽ trở thành giảng viên, hay là mình sẽ trở thành một người như thế nào khi mà mình tham gia cái chuyên ngành này. Thì sau đó mình tự tìm hiểu và mình tự xây dựng cái con người tương lai trong đầu của mình. Khi đó mình vừa có lửa nè, mình vừa có định hình cơ bản về những về con người mà mình sẽ trở thành, thì bắt đầu là mình theo đuổi trên mình tham gia tiếp thu kiến thức trên trường lớp, mình tham gia thêm là mình phải tự học ở nhà, mình nghiên cứu ở nhà. Sau đó đồng hành cùng với nó là mình phải tìm những cái công ty đang hoạt động trong cái lĩnh vực đó mà mình biết, có thể là mình nên xin thực tập tại những công ty đó để mình thực tế hơn cái công việc, thực tế hơn về cái nhận định của mình về ngành nghề. Thì song song đó, ba cái yếu tố đó, học trên trường, tự học và tham gia thực tập, thì làm cho mình bớt hoang mang, bớt lo sợ, rồi mình cảm thấy là mình sẽ có định hướng rõ ràng hơn. Là lúc đó các bạn sẽ rất là dễ dàng biết được cái đó nó có phù hợp hay không, mình có đam mê hay không, và tiếp tục con đường này hay không. Dạ, công nhận thì đúng là như vậy. Tại vì ban đầu thì em cũng còn khá là mơ hồ về cái ngành học của em, có nghĩa là mình thích nhưng mình chưa rõ là mình sẽ phù hợp với cái nào. Thì em cứ thử hết, trải nghiệm hết, em đi theo đường ngang để có thể từ đó là em thấy được em giỏi cái nào và em phát triển theo đường thẳng lên. Đúng em, rồi. Dạ. Đúng thì tích lũy những cái kinh nghiệm đó có thể là nó góp phần hỗ trợ trực tiếp cho cái công việc của mình, hoặc là một cách gián tiếp cho cái công việc mà mình đang theo đuổi. Dạ. Đúng. Và nãy chị cũng có nói là phải định hình cái con người trong tương lai của mình mong muốn là gì, để mình có thể theo đó mà trở thành một cái mốc, một cái cột mốc mà mình muốn phát triển hơn. Vậy thì nếu mà được quay trở lại thời gian đi học á, thì chị sẽ làm gì để có thể phát triển hơn nữa? Nếu trước khi trả lời câu hỏi này á, thì chị muốn ghi nhận cái sự đào tạo và rèn luyện ở Văn Lang trước. Tại vì nếu như mà chị không học Văn Lang thì chị sẽ có những yếu tố mà chị thiếu sau này. Ví dụ như khi mà chị tham gia vào Văn Lang rồi, ngoài kiến thức mà chị học được thì cái kiến thức, kỹ năng mềm mà chị nhận được từ Văn Lang nó rất là lớn. Ví dụ như chị đã tham gia đoàn hội trong suốt 4 năm đại học, nó làm cho con người mình nó dạn dĩ hơn, dám đứng trước đám đông, mình có thể làm quản trò cho cả một vòng tròn lớn, mình có tự tin thể hiện cái cá tính của mình, tự tin thể hiện cái suy nghĩ của mình. Sau đó là mình tổ chức được những cái chương trình nhỏ, rồi đến có thể làm ban tổ chức của những cái chương trình lớn. Nó cho mình cái kỹ năng giao tiếp giữa người với người, mình sinh hoạt được một cái cộng đồng, mình duy trì được một cái cộng đồng đó, và mình cảm thấy là mình tự tin, mình dạn dĩ hơn khi bước ra ngoài xã hội. Thì cái đó, khi mà bước ra ngoài xã hội thì chị thấy có hai yếu tố. Thứ nhất là kiến thức, và thứ hai là kỹ năng mềm.
Thì khi mà mình được một nửa rồi thì mình cảm thấy nó rất là tự tin, mình cảm giác giống như là mình có thể thử thách bản thân mình có thể làm được tất cả mọi thứ, mình thử mà mình không ngại thất bại, mình thử mà mình không có sợ người này nói hoặc là người kia nói cái gì, và làm cho mình là có cái máu để chiến. Khi mà mình tham gia được đoàn hội thì nó cho mình những cái đó, cái cảm giác mà được làm hết mình. Chị nói mà chị còn nổi da gà. Chị cũng không biết là các bạn trẻ hiện tại hoặc là những người đã ra trường, đã đi làm rồi thì có cảm giác này không. Nhưng mà cái cảm giác của chị là được sống hết mình, được làm hết mình, nó là một cái khoảnh khắc rất chị đáng rất là trân trọng đó. Mình làm hết khả năng của mình. Mình không ngủ luôn. Mình có thể là mình dẹp qua những cái ưu tiên cho bản thân như là ăn ngon nè, ngủ đủ giấc nè, hoặc là ở một cái nơi gì đó sạch sẽ hơn, hoặc là nghiêm túc hơn, thơm tho hơn. Những cái đó mình bớt dần, mình tập trung cho cái mà mình đam mê. Ví dụ như là mình khi mà mình tổ chức một chương trình là mình phải thể hiện hết khả năng của mình. Mình có những cái gì, mình có thời gian, mình bỏ thời gian ra, mình có công sức, mình bỏ công sức, mình có những cái mối quan hệ, mình dồn hết những cái gì mà tốt nhất của mình cho chương trình, cho cộng đồng của mình, cho đội nhóm của mình. Thì khi mà mình làm hết mình như vậy á, mình cảm giác nó rất là wow, rất là wow. Khi mà mình có được cái cảm giác làm hết mình rồi á, thì bước chân ra ngoài xã hội, mình đi làm, mình phải đặt cái tâm thế mình ngày nào của mình cũng phải hết mình. Mình phải chiến đấu hết mình ngày nào mình cũng sử dụng hết năng lượng của mình cho cái công việc mà mình lựa chọn, thì nó sẽ rút ngắn được rất là nhiều thời gian cho các em. Ví dụ như các em ra trường chỉ làm nhân viên thôi, nhưng khi các em làm hết mình á, thì chị tin chắc rằng chỉ cần 2 năm thôi là các em sẽ có một cái bước nhảy vọt. Các em sẽ thấy sự khác biệt liền. Em có ví dụ như em quyết tâm ra trường là nhân viên, nhưng em quyết tâm 2 năm sau em làm CEO thì em sẽ làm được, nếu như mỗi ngày em đều chiến đấu hết mình. Nên là chị rất là cảm kích Văn Lan vì đã cho chị được cái tinh thần đó, đã có cái trải nghiệm là sống hết mình, và sau đó thì cái tinh thần giữ lửa đó mang ra bên ngoài thì mình cũng chiến đấu hết mình luôn, thì mình được 50% cái phần cơ hội để thành công rồi. Còn phần còn lại là về kiến thức, kỹ năng, và còn là kiến thức mình học trên trường, và cuối cùng nữa là may mắn. Chị nói em cũng nổi da gà tại vì em cũng y chang vậy. Tại vì thật sự mà nói là sắp tốt nghiệp rồi, và em cảm thấy là thiệt sự là những năm vừa qua em đã cố gắng hết mình, và đến bây giờ thì em cũng không còn gì hối tiếc cho cái khoảng thời gian mà em học tập cũng như là trải nghiệm tại Văn Lang. Bởi vì là các câu lạc bộ đội nhóm là quá nhiều luôn, và bên cạnh đó là các hoạt động đoàn hội thì là rất là chỉnh chu, thì cho mình những cái chương trình tốt nhất, những cái bài học tốt nhất. Thì bên cạnh đó em cũng có tham gia vào các chương trình của khoa, thì mình cũng tham gia một cách hết mình như vậy. Lúc đó thì 3 tháng để chuẩn bị thì ngày nào mình cũng tập trung vào nó, mình dành hết năng lượng tâm huyết cho nó, và đến khi mà nó thành công. Dạ đúng rồi, rất là hạnh phúc luôn. Thì cảm giác là mình góp được một cái gì đó cho cái tập thể lớn. Dạ. Thì đúng là không còn gì để hối tiếc. Và đến nỗi mà một người em của em còn nói là những năm tháng vừa qua là Văn Lan cho chị nhiều hơn là những gì mà chị mất. Dạ. Đúng rồi, cái tinh thần đó rất là tốt. Dạ. Chị nghĩ ai cũng nên thử một lần trong đời, mình cố gắng hết mình. Và có thể thấy được rằng là hiện nay các bạn thế hệ trẻ Gen Z của chúng ta rất là tài năng, cũng như là các bạn rất là đa tài đa nhiệm. Vậy thì theo chị đánh giá thì cái tỷ lệ cạnh tranh của các bạn Gen Z trên thị trường lao động hiện nay là như thế nào ạ? Thì thú thật là ra trường chị không làm đúng chuyên ngành của mình. Chị cũng mong muốn là sau khi tốt nghiệp á, mình sẽ kiếm được một cái công việc nó đúng cái chuyên ngành của mình. Nhưng mà cũng là một chữ duyên á, thì chị bắt đầu công việc đầu tiên của chị là ngành nhân sự ở một công ty sản xuất. Thì khi mà tham gia vào cái ngành nhân sự này, chị học được, cái chị học được đó là chị có một bức tranh tổng quan hơn về một công ty sản xuất sẽ có những bộ phận nào, đầu việc
của các bộ phận là như thế nào, mô tả công việc của từng người, thì mình sẽ biết được là nó vận hành theo một cái dây chuyền như thế nào, ai làm gì, và có cái trách nhiệm như thế nào làm để được cái hoàn thành công việc của mình thì phải như thế nào. Thì khi mà có một bức tranh tổng quan đó rồi á, thì chị mới nhìn nhận theo cái góc độ là một người nhân sự hiện tại ở thị trường lao động hiện tại á, thì các bạn ra trường tiên quyết là phải đúng chuyên ngành. Có thể là các em đã từng nghe đâu đó là mình có thể làm trái ngành, mình có thể tuy mình học ngành này nhưng mình có thể làm ngành khác. Nhưng mà đó là cái khoảng thời gian trước. Hiện tại nếu như mình không có chuyên môn thì rất là khó cạnh tranh trong cái thị trường lao động hiện tại, thì cung nó nhiều hơn cầu. Doanh nghiệp càng ngày càng cần ít nhân viên hơn, họ tối ưu hơn về lực lượng lao động, họ thay thế lực lượng lao động bằng những cái công nghệ, những cái phần mềm, thì càng ngày họ lại càng cần ít nhân viên hơn. Mà lực lượng lao động thì mỗi ngày một nhiều, có nghĩa là cầu thì ít hơn cung, thì cái độ cạnh tranh nó ngày càng cao. Thì khi cạnh tranh ngày càng cao đó thì người ta lại hạn chế tuyển trái ngành. Người ta cần cái bạn đó, cái nhân viên đó phải học đúng chuyên ngành và giỏi, cũng là cùng một chuyên ngành, nhưng mà họ sẽ đánh giá thêm về cái việc là em học ở trên trường có tốt không, cái em đã từng thực tập ở công ty nào chưa, em có nhìn nó rõ ràng về cái ngành này chưa, và khi mà bước vào doanh nghiệp em có làm được luôn, có thể làm tốt được công việc này không. Thì cái mức độ cạnh tranh rất là cao. Nhưng mà song song đó là một cái mà chị đánh giá rất là cao, đánh giá rất là cao, đó là em phải có cái kỹ năng mềm, phong thái, tự tin, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hết mình, làm hết mình cho doanh nghiệp. Mình có chuyên môn và mình có năng lượng, mình có lửa, mình sẵn sàng làm việc, làm hết mình cho công ty, thì cái đó cũng là một cái yếu tố quan trọng để được các nhà tuyển dụng lựa chọn. Thì chị, nếu mà lời khuyên cho chị hiện tại thì các em, thứ nhất khi là mình đã chọn cái chuyên ngành để học rồi thì mình phải tự học thêm, mình phải trau dồi thêm, mình phải học sâu, mình phải có chuyên môn của cái ngành đó, mình phải tự tin là mình hiểu ngành, mình có chuyên môn, và kèm theo đó là mình có cái kỹ năng mềm. Mà ở Văn Lang thì chị tự tin về cái kỹ năng mềm này. Các bạn tham gia các đội nhóm, bạn tham gia vào đoàn hội, các bạn có va chạm ở đội nhóm nhỏ rồi, rồi các bạn có thể hỗ trợ tổ chức những cái chương trình lớn, thì chị nghĩ là rất là tốt. Dạ vâng, đúng là phải có kiến thức chuyên môn thì mình mới có thể hiểu được cái tính chất công việc ngành của mình là cái gì. Đúng rồi. Như về nghiên cứu thì mình không thể nào mà mình làm sơ sài không đúng được, bởi vì nó liên quan đến một cái bức tranh lớn hơn nữa. Rồi giống như là về ngành của em là ngành truyền thông sáng tạo, thì em cũng phải có cái kiến thức rõ để hiểu được là tâm lý khách hàng như thế nào để mà mình phát triển những cái chiến lược sáng tạo phù hợp với họ. Thì tất cả mọi thứ đều phải học. Và em nghĩ rằng là cái quá trình đào tạo tại cái môi trường đại học rất tốt để mà mình có thể trau dồi những cái kiến thức đó đến từ các thầy cô. Đúng rồi, đúng rồi. Và bên cạnh đó thì cũng có thể học từ những bạn bè của mình các kỹ năng mềm, hoặc là mình trải nghiệm qua những cái hoạt động trong trường. Có thể là mình học kỹ năng giao tiếp với nhau, đúng có rồi. Thể tự tin hơn, rồi học kỹ năng tư duy, xử lý vấn đề. Và một cái mặt nữa là chị cũng muốn chia sẻ về ngành công nghệ sinh học. Rất là nhiều người nói là học kỹ thuật là rất là thụ động, rất là nhát, rất là sợ giao tiếp đám đông. Nhưng mà chị tin chắc rằng ở môi trường Văn Lang á, thì khi các bạn học bất kỳ chuyên ngành gì, và đặc biệt là kỹ thuật, các bạn cũng đều có cơ sở, đều có cơ hội để mà mình trau dồi cái kỹ năng mềm, mình tạo cho mình cái sự tự tin và sự dạn dĩ. Đó là cái chuyện mà chị cảm thấy ở Văn Lang, là dù bạn học cái ngành gì, mà đặc biệt là cái ngành kỹ thuật, thì các bạn đều không sợ, không có nhát, không có khô khan, mà các bạn sẽ có cuộc sống nó màu sắc hơn tại đây.
Dạ, đúng thật. Thì có cái thời gian mà em đi phỏng vấn thì có một câu nói mà em khá là kiểu em bị bất ngờ là kiểu như sinh viên Văn Lang thì không phải lo rồi. Thì công nhận là mấy bạn được luyện tập cũng như là được trải nghiệm, được học hỏi tất cả mọi thứ, từ những cái kiến thức cho đến cả những thứ cần thiết cho doanh nghiệp mà họ cần. Đúng vậy. Dạ. Vậy thì với cái công việc trái ngành như vậy á, thì không biết á, là chị có gặp những cái khó khăn gì không chị? Cái giai đoạn của chị á, thì trái ngành cũng có khó khăn. Nếu mà em không làm đúng chuyên môn thì vừa vào em sẽ rất là bỡ ngỡ. Tuy nhiên là trên tinh thần là mình phải cố gắng từng ngày. Mình vào mình phải tìm hiểu xem là cái ngành này nó làm cái gì. Khi mà em va chạm thực tế thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Thay vì em học một cái ngành mới thì em có sẽ mất thời gian nhiều hơn, rụt rè hơn và nó không có mang tính chủ động. Nhưng mà khi em bước vào doanh nghiệp mà em làm trái ngành thì buộc em phải chạy 200% công lực của mình. Em phải làm sau đó rút ngắn được cái thời gian để mà mình thích ứng với cái ngành đó. Mình sẽ gặp trao đổi với các anh chị đi trước, mình học, mình nhìn, mình quan sát, mình thấy là cái công việc mình cần có cái gì, cần kỹ năng gì, mình cần hoàn thiện những công việc nào, một ngày mình sẽ làm những công việc gì. Khi mà em cứ xác định ra, em liệt kê ra thì chỉ cần một tuần, có thể là một tháng là em đã quen cái công việc đó rồi. Và em sẽ tiếp tục em tìm hiểu thêm và em phát triển thêm thôi. Còn khả năng thích ứng thì tùy mỗi người, nhưng mà chị nghĩ là lúc trước đối với chị thì chỉ cần một tháng là chị đã quen với công việc đó rồi. Khó khăn nó không đáng kể. Nó không còn đáng kể nữa nếu mà mình cố gắng. Đúng là khi mà cái gì mới thì mình phải tập. Và khi mà tập thì mình phải lập một cái kế hoạch thật rõ ràng, cũng như là cái thời gian biểu thật hợp lý để có thể thích ứng với nó. Đúng rồi, đúng rồi. Và khi giống như là kiểu cái thích ứng nữa, khi là mình từ cái môi trường đại học và mình đến cái môi trường doanh nghiệp thì mình cũng phải tập thích ứng để có thể làm quen. Thì nó cũng là một cái mà các bạn cần phải học. Và dù em đang có chuyên ngành, đang có chuyên môn, em có kinh nghiệm làm việc, nhưng khi mà em nhảy từ một công việc công ty A sang công ty B thì em cũng phải cố gắng lại từ đầu. Em cũng phải có cái thời gian để thích ứng, làm quen. Vì không, tuy là cùng là môi trường doanh nghiệp nhưng mà không có công ty nào giống công ty nào 100%. Và yếu tố con người nữa, mình cách làm việc á, sẽ mỗi người mỗi khác. Em từ công ty A qua công ty B thì mình cũng có cần thời gian để thích ứng thêm về cách làm việc, quy trình của công ty đó. Và làm sao cho đó thì mình hiểu được là chuyên môn của mình, kinh nghiệm của mình thể hiện như thế nào ở một cái doanh nghiệp mới. Thì rất là cần cái nhiệt huyết, cái tận tâm. Và chị rất là thích một câu là bắt đầu bằng cái tâm và mình sẽ kết thúc bằng cái tâm. Là mình lúc nào khởi đầu mới mình đều phải có nhiệt tâm, nhiệt huyết để mà bắt đầu thì nó sẽ thành công. Câu mà em cũng nghe nó là cái kiểu mà mình làm những cái gì từ trái tim thì nó sẽ đến trái tim của người đúng khác. Rồi, dạ. Đúng. Khi mà mình cố gắng hết mình nhiệt huyết, mình đặt năng lượng của mình vào cái công việc đó thì chắc chắn là ít nhiều gì mình sẽ cũng được người khác nhìn thấy cũng như là ghi nhận những cái đóng góp, chính những cái giá trị tích cực của mình. Chính xác, chính xác. Dạ, và nếu như ngay bây giờ có những lời khuyên dành cho các bạn trẻ đang theo dõi thì chị sẽ dành những lời khuyên gì dành cho tất cả các bạn hả chị? Để nói một lời tổng kết cho chương trình ngày hôm nay á, để khuyên các bạn trẻ thì thực ra là mình sẽ tóm lại những cái ý lúc nãy chị em mình cùng trao đổi. Đó là mình tiên quyết là mình phải làm việc có tâm, mình học có tâm, mình làm việc có tâm. Và mình phải học chuyên sâu về cái ngành nghề học của mình. Các bạn phải trải nghiệm thêm cái thực tế bên ngoài bằng cách là các bạn đi thực tập. Cho mình một cái bức tranh tổng quan về cái cuộc sống sau này. Và thực sự là phải trau dồi thêm kỹ năng mềm và kết nối được với bản thân mình để biết mình mong muốn gì, mình sẽ trở thành ai, và có những cái mục tiêu nó gần nhưng mà nó rõ ràng để làm sao đó mình đạt được từng bước, từng bước, từng bước, chứ không có đặt một cái mục tiêu nó quá lớn để mà mình cảm thấy lúc nào mình cũng không làm được. Mình đặt mục tiêu nhỏ nhưng mà mình đạt được đó rồi, mình đặt mục tiêu kế tiếp để hằng ngày, ngày nào mình cũng phải hơn mình của ngày hôm qua, mình hơn chính mình của ngày hôm qua, thì mình sẽ
càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng đạt được những cái gì mình mong muốn, cái con đường của mình nó sẽ gần hơn, mỗi ngày nó sẽ gần hơn một chút. Và cái ngày mà mình cảm thấy là mình thành công, mình đạt được cái ước mơ của mình rồi á, thì mình sẽ thấy nó dễ dàng hơn. Việc học chuyên sâu là việc vô cùng quan trọng. Chúng ta cần phải trau dồi các kiến thức chuyên môn, bởi vì đó sẽ là điều cốt lõi để theo chúng ta trong suốt cả một hành trình dài. Hiện tại bây giờ mình được làm giám đốc chi nhánh, thì cái đam mê của chị hiện tại cũng là về con người. Chị rất là quý các em ở khóa dưới. Vì sau khi học ở trường Văn Lang thì chị có một cái cộng đồng các em, các bạn, các anh chị học Văn Lang, mình sinh hoạt chung, mình tham gia hoạt động chung á, thì mình có một cái cộng đồng đó rất là vui. Thì chị đã từng giúp rất là nhiều bạn, vì khi mình có cái kiến thức về nhân sự, mình biết là cái công việc đó ra trường sẽ làm việc gì, mình cần cái kỹ năng gì, mình cần thuyết phục doanh nghiệp về những cái mảng nào, thì chị đã từng là giúp các bạn đó là ngồi dành một buổi ngồi nói chuyện với các bạn, là chia sẻ là em đang lo lắng cái chuyện gì, em định hướng là em nên xin, em muốn công xin công việc như thế nào, và cái công việc đó nó cần cái yếu tố gì, thì chị chia sẻ hết, chị nói cho các bạn cái thực tế khi mà các bạn đến với doanh nghiệp á, nó sẽ cần những cái gì. Và chị rất là vui khi mà bạn nào đi phỏng vấn xong nói chị ơi em đậu rồi, thì là cảm giác là mình chia sẻ được và các bạn đạt được một cái gì đó cho cuộc sống các bạn á, thì mình cảm thấy rất là giá trị và rất là vui. Thì cái mục tiêu của chị hiện tại luôn là ít nhất là một tuần mình cũng có thể ngồi lại trao đổi chia sẻ với một người mà nó thực sự là mang lại giá trị cho cái bạn đó, cho cái người em đó, hoặc là cho cái người bạn thân của mình, về bất cứ chuyện gì, về công việc, về tình cảm. Lúc đó thì mình cảm thấy là nó có sự cho đi, và khi mà các bạn vui vẻ, các bạn đạt được thành công thì lúc đó mình cái niềm vui mình cũng được nhận lại nữa. Là chị muốn như vậy, chị muốn lúc nào mình cũng có thể dành thời gian để giúp đỡ các bạn, mà đặc biệt là các em khóa dưới, các em cùng trường, hoặc là những người em ở ngoài, không nhất thiết là phải học Văn Lang, mà cần mình thì mình sẽ sẵn sàng giúp. Dạ, và em nghĩ ngày hôm nay thì không chỉ là con số 1 đâu, mà sẽ nhiều hơn con số 1 những người mà nhận được cái năng lượng tích cực đến từ chị. Và ngày hôm nay với vai trò là một bạn sinh viên năm cuối thì cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì là có một cộng đồng, các thế hệ anh chị cùng sinh viên vẫn luôn dành tình yêu thương, vẫn luôn tâm huyết và nhiệt tình với đàn em như vậy. Dạ. Thì nếu mà thật sự mà ai mà cần một lời khuyên thì cũng có thể đến với chị. Mong rằng talk show này có thể gửi thông điệp đến những người em, những người bạn của mình hiện tại có những cái khó khăn hay là có những vướng mắc nào trong cuộc sống, thì cũng có kiếm được một người, hoặc là có thể kiếm chị để chị được chia sẻ, được động viên, được định hướng lại cuộc sống cho các bạn, để giúp đỡ một phần nào đó cái khả năng của mình về kiến thức, về kinh nghiệm của mình, để truyền cho các bạn. Các bạn không còn lo lắng, không còn hoang mang nữa, hoặc là các bạn có thể bình tĩnh lại để tiếp tục cố gắng cho cuộc đời. Dạ, và sau ngày hôm nay thì chắc là Facebook cá nhân của chị Ngân sẽ nhận được rất là nhiều những thông tin là đến từ các bạn rồi đó. Chị cũng hy vọng vậy. Dạ, thì cũng rất là mong là những cái năng lượng tích cực này sẽ truyền đến với tất cả các bạn sinh viên của chúng ta thông qua cái chương trình podcast sau ngày ra trường này. Hôm nay thì cũng cảm ơn chị rất nhiều vì đã dành tình yêu thương cũng như là dành thời gian để đến đây cùng chia sẻ những kiến thức thực tế thông qua chính trải nghiệm của chị đến cho các bạn sinh viên của chúng ta. Thì cũng xin được chúc chị là sẽ có thật nhiều sức khỏe cũng như là sẽ ngày càng thành công hơn nữa trên con đường tương lai của mình ạ. Cảm ơn Vy. Các bạn thân mến, và đến đây thì tập phát sóng của chúng ta kỳ này cũng đã chính thức khép lại. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã theo dõi và lắng nghe. Và đừng quên subscribe kênh YouTube chính thức của Văn Lang TV để có thể theo dõi thêm thật nhiều những số phát sóng thú vị tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.